가슴 속 깊은 곳에 열망들이 타올라나 지금 내 가능성은 터질 듯한 dynamite 내 자신을 잊어 욕망에 취해 한 걸음씩 Cô đã tự gọi một chiếc xe cấp cứu, nhưng mà khi chúng tôi đến thì cô đã bất tỉnh rồi. Tất cả đều ở trong máy tính, thì anh hãy đọc nó. Cái tên khốn đó, hắn vô trong nhà lấy máy tính rồi bỏ đi như vậy. Chúng ta cần phải có máy tính của Mizuo. Có thể lỡ đi, không thể đột nhập được đâu. Cẩn thận đó nha, tiến sĩ Kim. Tôi xin lỗi nha.